Xin chào mọi người nha. Bây giờ là một địa điểm tiếp theo của hai đứa mình trong chuyến công tác Ninh Thuận. Thì bây giờ là bọn mình đang vào công viên đá chơi. Không biết là mọi người đã đi chỗ này chưa? Thì đường vào đây khá là khó đi ấy, dốc và nhiều sỏi, nhiều gành ấy. Vì sao là công viên đá? Vì quanh đây toàn đá thôi mọi người ạ. Này. Đấy, và nắng lắm. Không những thế là trên đường đi đâu. Nói chung là nó hoang sơ thật mọi người ạ. Mình không biết đây là xít bò hay là xít dê nữa, nhưng mà nhiều lắm. Ô tay mất cái mũ. Đấy, ở đây cũng rất nhiều người đấy này. Mọi người đi xe được xuống tận đây, còn mình thì không nhá. Mình lái hơi non tay nên là mình hơi sợ. Đấy, đứa bạn mình nó đang tìm chỗ để tự sướng đấy. Xương rồng này, đá này. Và quay ra cái eo này thì rất là đẹp này. Tí mình sẽ chụp ảnh ở đây một bước đi. Đẹp chưa mọi người? Nói chung là biển Việt Nam thì siêu đẹp luôn. Đẹp quá mọi người ạ. Ôi lấy, cứ bay mũ thôi. Gió to quá nên là bay hết mũ rồi. Đây, xương rồng này mọi người ơi. Đẹp quá đi mất thôi. Đây, ở xa xa thì có những con thuyền. Ôi dồi, chạy rơi áo. Để đi được xuống đến đây thì hai đứa mình cũng đi được khoảng 2/3 quãng đường và phải chấp nhận vứt xe máy. Đấy, nó đang tự sướng nha mọi người ạ. Và phải vứt xe máy nhá thì mình đi được tiếp mọi người ạ. Vì là mình không đi được xuống dưới. Ôi, giờ đang đi bộ ra sâu một tí nữa xem là có những gì này. Ô, ở trên kia có người phơi cái gì kìa. Hình như là ở đây họ chăn nuôi sao ấy. Gấm ơi, đây ra tận đây này. Ra đây rồi tí quay lấy lên chụp. Ôi nắng quá đi mất rồi. À, ở ngoài này có đường gỗ, có sạp để chụp ảnh này mọi người này. Ôi, đẹp quá đi mất. Đẹp đẹp lắm nhở? Đẹp, nói chung là rất đẹp luôn. Đẹp quá. Hả? Ừ, đi hoang sơ này đẹp này. Vào hang rái thì kiểu nó hoạt động theo kiểu là du lịch hơn ý. Đây là nó làm kiểu các thứ dịch vụ hơn. Còn đây kiểu rất là hoang sơ luôn, kiểu như chưa có gì ý. Đấy. Kiểu như là nắng quá. Đẹp đẹp chưa? Càng về dưới đây càng đẹp này mọi người này. Thì gấm lên cái sạp kia tôi chụp ảnh cho gấm ạ. Làm nào để có một cái kiểu ảnh thật là sâu deep cho hai đứa. Ôi, đẹp quá. Hả? Ừ, cũng được. Đi đi biển phải đeo kính râm vào để nó đỡ xoáy mắt. Ôi, có cái mũi, có bay khắp nơi rồi. Đấy, đã xuống đấy. Đây cũng có một vài đôi bạn trẻ cũng xuống dưới đây rồi mọi người ạ. Thì giờ bọn mình đã đến nơi nhá. Giờ mình chụp ảnh đây nha mọi người ơi.